Mạnh Tiến xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình xin thanh lý một số mẫu loa 3 tấc và 4 tấc như thế này. Ở đây thì có 4 mẫu loa là nó lẻ sai, bên Mạnh Tiến còn lẻ sai 4 mẫu loa này thì thanh lý cho anh em. Loa đầu tiên có model là 8608, con này là bát 25 và 2 mic không dây như thế này. Giá trên thị trường là 3 triệu. Qua cái video này thanh lý chỉ còn 2 triệu 500 nghìn đồng. Thứ hai là chiếc loa LBZ có model là 4 tấc. Đây, bát to như cái đỉnh thế này. Một chung này. Một chung các bác nhìn thấy ngay, một chép này. Đây cũng 2 micro. Loa đây. Mặt lưới như này mới 99% các bạn nhá. Thanh lý cho các bác giá 3.8 triệu, giá hôm nay chỉ còn 3.300.000 đồng. Đấy, tiếp theo là chiếc loa cũng 4 tấc Angora Phương Trinh. Đây. Angora Phương Trinh. Con này Phương Trinh, 1 này, đo bằng găng tay luôn này, 2 này. Khoảng đây 1 này, 2 này, khoảng 40 tấc cả cổ khổ bì nhá. Một chung. Con này một chép, con này một chép. Thì con này giá 4 triệu cũng thanh lý luôn, là còn 3.5 triệu. Con này tất cả đều hàng nhập khẩu Trung Quốc. Đây, tay mic của nó đây. Tiếp theo, thanh lý nó còn cuối cùng. Con này là Angora Phương Trinh, con này là hàng VIP. Đây. Con này là hàng VIP, VIP cho anh em nhá. Đây con này là hàng VIP. Anh em cần liên hệ luôn. Đây con này VIP. 6 triệu báo giá là còn 5.5 triệu. Nhưng mà thôi hôm nay còn mỗi con này bán 5 triệu cho anh em cho nó nhanh nhá anh em nhá. Anh em cần hàng liên hệ sớm nhá. Gỗ nguyên chiếc luôn. Đây. Toàn bộ mặt đá. Ok.